Xin chào các bạn đã quay trở lại cái channel của mình. Hiện tại ông đã không muộn rồi, đang là 11 rưỡi và mình đang làm video cho các bạn. Và bạn nào thấy video hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấp nút chuông ở đây để ủng hộ mình nhé, và thường xuyên cập nhật các video mới của mình. Và trong kênh của mình đã hướng dẫn khá nhiều về Pixel Pro, và các bạn có thể xem ở phần mục video hay là trên. Và cũng nhiều video hướng dẫn về Kinemaster, về thủ thuật hay là các thứ, và nhiều video sắp qua đây, các bạn có thể xem vào video nhé. Và mình sẽ để link theo hướng dẫn ở video ở phần mô tả, các bạn có thể xem video đó. Và trở về với vấn đề chính trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái logo caption và các bạn có thể áp vào trong AV Player để làm xong nhạc. Và các bạn như các bạn có thể xem ở logo đó ở phần demo mình có để phần đó, các bạn có thể xem qua. Và Pixel Pro đây mình sẽ sử dụng nó. Pixel Pro thì khá lạ rồi, và trong những video hướng dẫn gần đây thì mình đều hướng dẫn với nó, và các bạn nào chưa tải thì mình sẽ để link hướng dẫn tải và cài đặt hay là cách áp phone cái thứ thì mình sẽ để link ở phần mô tả nhé, các bạn có thể theo hướng dẫn để xem. Và để làm được cái logo caption này thì đầu tiên các bạn vào phần Get a Picture, các bạn chọn phần New Blank Picture cho mình, và ở đây thì các bạn chọn định dạng cho mình, chọn làm sao để thành hình vuông được. Đây mình chọn 2000 được, đây các bạn 1400 cũng được. Và phần này các bạn nhớ để về background nhé. Đây là về nền trắng này, các bạn nhìn không, và chỗ này là phần về background, các bạn chọn correct cho mình. Tiếp theo ở phần bạn vào phần effect, các bạn add một insert cái một cái picture vào. Ở đây thì mình đã tải một cái này background ăn một cái ảnh galaxy, thì các bạn có thể tải ở đó nha. Đây rồi, sau đó các bạn mình kèm để qua để link dưới video, các bạn có thể tải nha. Mình các bạn phóng to đi. Mình sẽ add lại cho các bạn xem. Đây các bạn vào đây, rồi các bạn chọn tích ở đây nhé, sau đó các bạn phóng to đi làm sao cho nó vừa khung hình này. Đây các bạn chọn scan to fit được. Đây các bạn nhìn không, các bạn chọn cho mình scan to fit. Ok, sau các bạn tích xanh ở đây và nó sẽ ra giao diện như này, nó fit màn hình luôn đấy. Tiếp theo các bạn chọn tích ở đây cho mình nhé, sau đó các bạn chọn lâu, và tiếp theo các bạn vào phần effect cho mình và các bạn chọn tới phần grayscan. Ok, các bạn chỉnh cho mình chỗ này tùy theo ý thích của các bạn có thể chỉnh tối sáng cho mình, các bạn chỉnh về phần này nó khá là ok. Đây các bạn tích vào cho mình. Tiếp theo thì các bạn vào phần effect rồi, các bạn sang phần Adjust, các bạn chọn xuống phần Convert, sau đó các bạn điều chỉnh cái này xuống. Đây, và tùy theo ý thích của các bạn. Đó, mình thấy nó khá ok rồi, thì mình tích nó lại. Ok, sau tiếp theo các bạn vào phần Effect, các bạn chọn Insert Picture và một cái ảnh kiểu city như thế này, và mình sẽ để link dưới video, các bạn có thể tải gì đó nhá. Mình sẽ tích vào đây đó, các bạn nhìn không, mình sẽ ra giao diện nhịp này, mình sẽ kéo nó xuống, đây mình sẽ chọn là scan to fit và để kéo nó xuống thôi, không có gì cả. Đây các bạn kéo cho mình tầm như thế này là khá ok, tầm như thế này nhá. Đây ok, sau các bạn tích vào cho mình. Sau đó các bạn là tích tiếp cho mình nhá, sau các bạn chọn đâu, các bạn lại vào effect chọn insert picture và các bạn chọn cho mình một cái nền, và tiếp mình sẽ tổng hợp dưới Google rồi, dưới link rồi, các bạn chỉ cần vào đó tải thôi. Đây một cái này các bạn thích vào cho mình,
Đây mình sẽ để như này nha. Đó, mình sẽ như này. Ok. Tích cái đây. No. Sau đó sau khi xong này thì các bạn vào phần effect cho mình nha. Đây, các bạn nước xuống cho mình phần là round round the corner. Đây các bạn chọn về góc đây cho mình. Và phần này. Đây. Phần trên đây các bạn nhìn nào. Phần trắng này, các bạn chọn background cho mình nha. Ok. Và đây là chính là giao diện của phần logo. Tiếp theo các bạn chỉ cần thêm text vào thôi. Các bạn chọn phần sticker. Các bạn chọn the tag. Và phần icon thì các bạn làm chưa biết app thì mình sẽ để link hướng dẫn icon và phone chữ ở dưới video, các bạn có thể tải và xem ở dưới đó nha. Mình sẽ để tên ở đây. Để team. Đây, mình sẽ chuyển các bạn hướng dẫn rồi, mình đã hướng dẫn rồi. Sẽ chuyển như này. Đó. Tiếp theo các bạn add thêm một cái thai nữa vào. Nation. Ok. Đây, các bạn tùy chỉnh theo ý thích của các bạn nhé. Ok, vậy là khá ok rồi. Mình sẽ cho nhỏ này lại đi. Ok. À, sau đó các bạn export ra nhé. Sau đó các bạn chọn là Save a Picture to Album. Các bạn chọn là Pixel Pro. Ok, nó sẽ đưa về đường dẫn cho các bạn. Và sau đó các bạn chỉ cần add vào trong player hay là ở đâu đó tùy theo ý thích của các bạn thôi. Và hẹn gặp các bạn trong các video tới. Chúc các bạn thành công và đừng quên like, share, subscribe.